Quang Đỗ xin chào các bạn nha. Ở sáng nay mình có đi test và đến nghe đó là coi như là họ ba lối ông sầm họ không cho mình quay phim, nhưng mà mình muốn quay lại để có những cái vật chứng. Tại vì những cái ngày dịch này coi như là có thể có chuyện gì xảy ra mình không biết được, cho nên là thôi. Xin chào các bạn cũng thông cảm, mình cũng có nói đôi lời ở trong cái video đó. Xin chào các bạn nha. Tiếp tục rồi điền tên vô. Rất nhiều rồi. Rồi, hôm nay là khu phố 11 bắt đầu test tiếp. Rồi, Quang Đậu cũng đã đến chỗ rồi. Để nói tôi đi lung tung sao? Hôm nay là đúng là ngày này là ông Quang Đậu tới đây. Chứ quay mấy ông làm gì? Nè đó. Ông chủ quay mà cái này không được quay. Người ta hỏi chú đi làm gì sao? Bữa nó lộ mũi chú có cái gì rồi chú phải biết đường chú nói chứ. Nơi công cộng mà. Nơi công cộng mà. Nơi công cộng mà.